Triều Tiên sáng nay tuyên bố có sức mạnh bất khả chiến bại mà thế giới không thể phủ nhận, cũng như có thể đương đầu với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Triều Tiên vào ngày mai 25 tháng 4. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay đã đăng tải một loạt các thành tựu của quân đội Triều Tiên, khẳng định quân đội đã được trang bị năng lực tấn công và phòng vệ, có thể đối phó với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào. Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi nước này liên tiếp phóng thử tên lửa, trong đó có vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hôm 24 tháng 3 và khiến thế giới đặc biệt quan ngại. Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố nhân dịp Triều Tiên đang chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội vào ngày mai 25 tháng 4. Nhân dịp này, giới quan sát quốc tế dự đoán Triều Tiên có thể sẽ tổ chức diễu binh quy mô lớn hoặc tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí. Trên thực tế, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa hề có bất kỳ cải thiện nào kể từ sau thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019. Trong bức thư tay gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây, Tổng thống sắp mãn nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Triều Tiên tiếp tục cam kết hợp tác liên triều, hy vọng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại thời gian tới. Ông Moon bày tỏ tiếp tục sự ủng hộ đối với các nỗ lực biến các tuyên bố chung đạt được giữa hai nước vào năm 2018 thành sự thật, ngay cả khi ông đã về hưu. Tổng thống Moon Jae-in cho rằng thời đại đối đầu cần phải được vượt qua bằng đối thoại và ông hy vọng cuộc đàm phán Mỹ-Triều sẽ nhanh chóng được nối lại. Ông cũng hy vọng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu hòa bình vĩ đại ở bán đảo Triều Tiên và cam kết hợp tác liên triều. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã có thư hồi đáp, đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho sự nghiệp phát triển quan hệ giữa hai bên cho đến tận những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Thế giới vẫn đang kỳ vọng việc trao đổi thư từ giữa lãnh đạo hai bên là một động thái tích cực hiếm có, giúp các bên có thể trở lại bàn đàm phán trong thời gian sớm nhất. 48 triệu cử tri Pháp đã chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2 lựa chọn tổng thống trong 5 năm tiếp theo. Cuộc bầu cử mà kết quả sẽ có tác động to lớn không chỉ đối với nước Pháp trong 5 năm tới, mà còn ảnh hưởng tới bối cảnh chính trị và an ninh châu Âu. Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Pháp đã bắt đầu mở cửa từ 8 giờ sáng nay 24 tháng 4 theo giờ địa phương, ngày cử tri Pháp bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Hai ứng cử viên trong cuộc chạy đua là đương kim tổng thống Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Các cuộc thăm dò cử tri những ngày gần đây cho thấy tổng thống Macron đang dẫn trước với cách biệt an toàn, ưu thế của ông Macron tăng nhẹ so với trước đó. Trong khi đó, dù tỏ ra ôn hòa hơn và giảm nhẹ các chính sách cực đoan, bà Le Pen vẫn không được lòng các cử tri truyền thống của Pháp. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng bà Le Pen giành chiến thắng bởi hiện còn nhiều cử tri chưa chắc chắn sẽ tham gia bỏ phiếu hoặc chưa quyết định sẽ ủng hộ ứng cử viên nào. Thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bầu cho bà Le Pen và tôi cũng không giấu giếm điều này. Tôi nghĩ rằng nếu như bà Le Pen lãnh đạo đất nước, chúng tôi chưa chắc đã giàu hơn, nhưng chắc chắn sẽ sống trong một đất nước công bằng hơn. Mọi người sẽ được hưởng thành quả lao động của chính mình, điều mà ông Emmanuel Macron không làm được. Tôi không tin vào bà Le Pen, cũng không bao giờ tin ông Macron, nên dễ hiểu thôi, tôi sẽ bỏ phiếu trắng. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng nếu bà Le Pen giành chiến thắng, kết quả này sẽ là cơn địa chấn chính trị có tác động tương tự như việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hoặc chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, có nguy cơ khiến EU càng thêm chia rẽ. Ngược lại, việc Tổng thống Macron đắc cử sẽ giúp củng cố hơn nữa sự đoàn kết trong EU trong bối cảnh đối đầu với Nga do tình hình Ukraine. Các hòm phiếu tại Pháp sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 4. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố ngay sau khi hòm phiếu đóng cửa. Và tất nhiên, hiện tại chưa có điều gì là chắc chắn. Trải qua 2 tháng xung đột, thế giới vẫn đang từng bước nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, vốn đang gặp bế tắc. Trong đó đặc biệt là chuyến thăm tới đây của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới hai quốc gia này. Không chỉ vậy, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay cũng tới Ukraine bàn về những cam kết đảm bảo an ninh hậu chiến tranh nếu Ukraine đạt được thỏa thuận với Nga về một quốc gia trung lập. Tại cuộc họp báo ngay tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự kỳ vọng về việc hỗ trợ hơn nữa của Mỹ và các nước phương Tây với nước này. Theo ông, nhân chuyến thăm ngày hôm nay của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến lúc bàn về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai. Về vấn đề đảm bảo an ninh, đã đến lúc phải bàn chi tiết, cụ thể, vì Mỹ sẽ là một trong những quốc gia hàng đầu đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi. Hiện Ukraine đang gấp rút thảo luận về việc đảm bảo an ninh với các nước đối tác. Theo Ukraine, Mỹ, Anh, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sẵn sàng thiết lập hệ thống bảo trợ an ninh cho Kiev. Ngoài ra, cố vấn của lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Ba Lan và cả Israel cũng thể hiện sẵn sàng thảo luận về danh sách đảm bảo an ninh cho quốc gia này.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong tuyên bố mới nhất khẳng định Moscow chưa tiến hành đàm phán với bất cứ bên nào về việc bảo trợ an ninh cho Kiev. Các cuộc đàm phán với Ukraine đã đình trệ do những phản ứng chậm chạp từ phía Ukraine. Giữa lúc chiến sự Ukraine chưa thể hạ nhiệt, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thông báo kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine kể từ ngày mai. Chặng dừng chân đầu tiên của ông chính là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trung gian cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraine để nắm bắt về những kết quả đàm phán đạt được tính tới thời điểm hiện tại. Sau đó, ông Guterres sẽ đến Nga và có lịch trình làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiện tại, tất cả những gì chúng tôi có trong chương trình nghị sự là bữa trưa làm việc của Tổng thư ký với Ngoại trưởng Nga, sau đó cùng ngày là với Tổng thống Putin. Như Tổng thư ký đã nói, ông ấy hy vọng sẽ nói về những gì có thể làm để mang lại hòa bình cho Ukraine và tương lai của chủ nghĩa đa phương, vì cả hai nước đều là thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc. Sau hai ngày thăm Nga, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến sẽ tới Ukraine để thảo luận về các giải pháp hòa bình cũng như những hỗ trợ nhân đạo quốc tế trước mắt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa lên tiếng cho biết ít nhất một trẻ đã tử vong ngay sau khi gia tăng số ca mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Ít nhất 169 trường hợp mắc bệnh này đã được ghi nhận tại 12 quốc gia. WHO công bố số liệu trên trong bối cảnh các cơ quan y tế trên toàn thế giới đẩy mạnh nghiên cứu những trường hợp bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ. Theo WHO, tính đến ngày 21 tháng 4, các nước Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Israel, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Italia cũng như Bỉ đã ghi nhận những trường hợp trẻ mắc viêm gan không rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, trong số các trường hợp được ghi nhận có tới 114 ca tại Anh. Những trường hợp mắc bệnh viêm gan cấp tính xảy ra phổ biến ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi và có 17 trường hợp phải cấy ghép gan. Theo WHO, đã phát hiện virus gây bệnh cảm lạnh thông thường ở ít nhất 74 ca viêm gan nói trên. Cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến tình hình và làm việc với giới chức Anh cùng một số quốc gia khác trong vấn đề này. Trong khi đó, giới chức y tế Mỹ đã phát cảnh báo trên toàn quốc, trong đó khuyến cáo các bác sĩ đề phòng các triệu chứng của bệnh viêm gan ở trẻ em có thể liên quan đến virus cảm lạnh, trong khuôn khổ của cuộc điều tra rộng hơn về các trường hợp viêm gan nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ. Chịu áp lực từ lo lắng trong cuộc sống như chi phí sinh hoạt cùng giá bất động sản tăng cao, nhiều thanh niên Trung Quốc đã tìm các phương pháp mới để giải tỏa bản thân. Trong thời gian gần đây, sử dụng súng thủ công để bắn sợi dệt thảm là giải pháp hiệu quả để giảm căng thẳng của người trẻ Trung Quốc. Thưa quý vị, một người đàn ông 100 tuổi ở phía nam thành phố Brusque của Brazil đã được kỷ lục thế giới vinh danh khi có thời gian làm việc lâu nhất tại một công ty là 84 năm. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, ông Osman bắt đầu làm việc trong nhà máy của một công ty hiện có tên là Rhinosville, chuyên sản xuất vải. Công việc của ông cũng liên tục được thăng tiến, chuyển sang công việc quản lý và cuối cùng trở thành giám đốc bán hàng. Không chỉ là một người làm việc chăm chỉ, ông Osman còn là một người có lối sống lành mạnh để có đủ sức khỏe cống hiến cho công ty. Chia sẻ lý do tại sao ông có thể làm một công việc trong thời gian dài như vậy, ông Osman khẳng định rằng mình cần phải yêu thích công việc. Ông bắt đầu làm việc với sự sẵn sàng và tinh thần chiến đấu, và cho đến khi ông có được vị trí như ngày hôm nay.